Chia sẻ không gian làm việc không phải là điều mới mẻ tại Việt Nam khi ngày càng nhiều các cá nhân, tổ chức làm việc theo hình thức freelance và có nhu cầu về những không gian làm việc đầy đủ tiện nghi, nhiều sự sáng tạo mà không phải chịu giá thành đắt đỏ khi thuê cố định theo tháng. Cũng khởi nghiệp trong lĩnh vực này, nhưng có một nhóm các bạn trẻ 9X đã thể hiện sự nhanh nhạy khi tạo ra một nền tảng đặt chỗ trực tuyến không gian làm việc, tổ chức sự kiện, phòng họp, phòng đào tạo, kết nối giữa những chủ sở hữu không gian và những cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có tên Space. Với một công ty, các bạn ấy sẽ phải là tìm địa điểm, khảo sát địa điểm, cũng như đặt chỗ. Ngoài ra các bạn sẽ phải là đặt các dịch vụ khác, chẳng hạn như MC, âm thanh, ánh sáng, cũng như là tea break chẳng hạn. Thì thay vì đấy, các bạn lên xây xe thì các bạn có thể đặt tất cả dịch vụ đấy thành chỉ sau vài click. Ngoài chi phí về tiền bạc thì các bạn ấy có thể là tiết kiệm các chi phí cơ hội khác, chẳng hạn như là thời gian di chuyển để tìm các địa điểm khác, cũng như là thời gian lựa chọn những cái các dịch vụ các bên thứ ba khác để có thể là tổ chức được một cái sự kiện hoàn hảo. Chi phí thời gian, chi phí cơ hội là những thứ đôi khi có giá trị hơn cả tiền bạc. Với sự nhanh nhạy khi khởi nghiệp của mình, các bạn trẻ của Space đã giúp nhiều người tiết kiệm được những chi phí này nhưng vẫn đạt được những hiệu quả trong công việc.